Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh học của Tú Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đại chiến hay đến ngày 18 tháng 2 năm 2022 giữa kỳ thủ Hoàng Quang Dĩnh Cầm Biên Tiên và danh thủ số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc, chiến thần Vương Thứ Nhất Cầm Biên Đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ lấy tiền triển khai hình cờ pháo đầu và bên đen của Vương triển khai hệ thống cờ mã 2/3. Tuy nhiên, phía sau Vương không hình thành hệ thống phản cung mã. Mã 2/3, Vương cho nhấc hoành xe. Xe 1/2, xe 9/4. Bên tiên khởi mã và bên đen tiếp theo là phần cờ cho tiến xe qua điểm cao. Ngoài bên trên thì Vương có thể phát triển đường cờ khởi mã từ đường biên. Các bạn sẽ cùng xem qua tình huống trên. Trong hình cờ thực chiến thì bên đen lập tức cho xe 1/5 và bên đỏ thì hình cờ rất hay là phần cờ cho thoái mã về ô tâm, đe dọa phần cờ dùng pháo vượt tốc đầu để có tư thế bắt xe. Trong chính cục thì bên đen của Vương cho chạy xe về trước, bởi các bạn thấy ngay nếu mà thoát mã theo đường biên thì có phần không hay bằng, về sau bên đỏ sẽ có tư thế pháo trống để tấn công. Trong thực chiến của trận cờ, Vương cho thoái xe về trước. Xe 4/2 đến từ ngoại tinh nhà khách. Binh 7/1. Bên đen cho khởi mã đường biên. Bên tiên xe 2/4. Vương cho phương án cờ phát triển binh biên. Xe 2/6 và bên đen không đầu cây, lập tức điều qua lộ 6 ngay. Tiến xe xuống hàng cừu và tiếp theo thì bên đen Vương cho phương án cờ xị 6/5. Ngoài bên trên anh có thể lập tức triển khai đường cờ xe 6/4 ngay để làm khó bên tiên trong bối cảnh trên. Các bạn sẽ cùng đón xem mình cờ trong thực chiến. Và tiếp theo trong thực chiến của trận hình, bên đen của Vương anh đi tiếp bằng phần cờ bình pháo qua biên. Thực chất lại không phải biến hay đã để cho bên đỏ của thời cơ chạy xe 9/8. Ngoài bên trên, Vương có thể phát triển 7/1 có phần tốt hơn. Đây là hệ thống cờ tạo ra tính đối công và đứng pháo lộ 2, khiến cho bên đỏ không thể ra xe. Các bạn sẽ cùng đón xem mình cờ trong chính cục. Các bạn thấy một hình cờ rất khó đi dành cho bên đen của Vương. Vương bình tướng có lộ 6. Bên đỏ xích 6/5. Vật pháo qua thốt biên và tiếp theo là phần cờ dùng mã chém tượng. Vương cho đâm vào chiếu. Phế trước đoạt sau.
Tuy nhiên sau khi hai bên đổi quân thì bên đỏ có tình huống cơ tấn công rất hay. Lập tức là tình huống cơ dùng pháo vật mã ngay. C2 bình 3 và bên đỏ đã không thoái mã về để tránh đòn. Thoái mã về là bên đỏ không hay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Đến từ bên tiên là phần cờ dùng xe chém sĩ ngay. Tướng chạy tầng 2. Hai bên đổi mã. Và sau hình cờ trên thì thế công đến từ bên đỏ là quá mạnh. Trong khi đó hình cờ đến từ bên đen của vương rất chênh vênh. Các bạn sẽ cùng xem nhanh.将军。 将军，吃。 Và sau khi đánh hình cờ trên thì trong thực chiến của trận hình bên đen của vương anh vương cờ xin thua. Các bạn thấy ngay nếu mà xe ăn xe thì bên đỏ đơn giản cho bay mã qua bắt xe. Hình công đến từ bên đỏ vẫn là vượt trội. Còn trong một phương khác mà bên đen cho thoái xe về thì bên tiên đơn giản cho binh 7-1 thôi. Thế công vẫn là rất mạnh dành cho bên tiên. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.